Thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip này em sẽ lên một cái bộ gửi cho anh khách ở Đồng Nai, bao gồm một con vang số HM Audio K1000, một con đẩy Class D 800W một kênh GKREX, và một đôi loa DK VR12. Đó thì mất cả một buổi sáng để căn chỉnh cái bộ này, thực sự nó không hề đơn giản với một cái vang số các bác nhé. Thì ở đây các bác có thể quan sát, em để cho các bác khách là bốn cấu hình, nó hát từ khó từ dễ cho đến khó. Dễ ở đây khó là gì, tức là em sẽ giảm bớt cái độ mà gọi là hỗ trợ giọng hát của tiếng effect đi, để càng ngày các bác nó sẽ càng khó hơn để bác khách có thể mà thay đổi các cái chế độ hát. Còn chỉnh thì do bác khách không có cái mic Misa M5 cộng này, mà có mic na ná rồi, thì em lấy tạm mic Misa M5 cộng để test qua. Và ở đây thì cũng test cái bộ mic Misa M5 cộng này cho một bác khách ở Thủ Dầu Một, Bình Dương này. Misa M5 cộng này. Đó. Thì sau đây thì đây là mic này. Rất là đẹp. Và con này nó có tính năng là cảm biến gia tốc, nó sẽ ngắt khi mà bị rơi. Đó rất là hay. Đó thì trong clip này em sẽ test qua một đoạn karaoke. Còn con là DK này thì chắc nhạc không phải test rồi. Nhạc con này nó quá mạnh. DK VR12 hoặc DK K2 tiếng nhạc nó mạnh, nhưng con này làm mic rất là khó nha các bác nhá. Chỉnh mic con này cứ khó luôn, không hề đơn giản đâu. Còn con này nó tại sao lại khó? Vì thực sự để mà một cái mic để hát hay, một đôi loa hát hay thì nếu mà nói về từ ngữ chuyên môn ấy, thì nó thứ nhất nó do cái giải tần của loa là một. Cái thứ hai là con đẩy đánh nó có bộc lộ hết cái tố chất của loa hay không, khai thác được không. Còn con vang này nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, chúng ta can thiệp sâu quá thì nó sẽ không thể nào mà hay được đâu. Nên là cứ mua loa ngon, đẩy ngon là sẽ hay, vang kể cả vang cơ cả vang vận hay đó. Nhưng mà với con vang số này thì làm chi tiết hơn, thì trong clip này em sẽ test qua một đoạn karaoke và hướng dẫn anh với cách sử dụng qua về phần mềm của con này, nếu có cần hỗ trợ về chỉnh đó. Thì đầu tiên là sẽ là test nhạc chưa đã. Em Thanh thì test nhạc không có hay đâu anh em, thông cảm. Chất giọng nó cũng chỉ có thế thôi, nó không có thay đổi được. Vì để thay đổi được chất giọng nó là cả một quá trình ôn luyện. Đó, rồi, sau đây test nhạc. Ê, đấy, anh em nghe như này, tiếng đầy chô thì em hát lên, không hề nghe thấy chô luôn. Ê, đừng khóc, đừng buồn nghe em, chỉ là con tim đơn đau. Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người xa xăm, một người để rơi đứng chân. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn tôi nhớ thương đầy vơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi đây mình anh hỡi vẫn chẳng cô đơn. Hát này đúng bài các bác yêu cầu. CC 1 2 5 6 7 9 10. Đi đi có 1 2 1 2. Tình lỡ một người sáng sớm, một người lệ rơi đứng chờ. Em hỡi còn gì cho nhau, hay chỉ còn đôi nhớ thương tay vơ. Em ơi em lại vẫn chẳng yêu như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặt lòng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim đôi tim cách xa. Tìm nơi hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Hôm ba đau thương mình lại có đơn trốn đến ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh vỡ. Xong cái bài Vầng Trăng Cô Đơn này cho anh Bình ở Bình Dương, Thủ Dầu Một này. Em cũng thực sự là luôn luôn rất là chiều lòng các bác khách, muốn mua mic này, lại muốn phải test bài này cho nghe xem nó thế nào. Em phải hát nó chỉ có thế thôi, giả dụ không hay thì anh em thông cảm. Còn mic này nó hát hay lắm, đừng quá cho chất giọng nó yếu kém, không có cách nào khắc phục, phải chịu thôi. Rồi tiếp theo ở đây, trong cái clip này em muốn chia sẻ thêm về bác khách ở Đồng Nai ấy, đó là về cái mà các cái cấu hình ấy, thì thực ra đó lại gì, em chỉ tăng giảm cái lượng gì vợt, lượng echo và các cái thông số ở trên con phần effect này thôi đó. Còn những cái phần mic, phần main nhạc này thì em đã làm chuẩn rồi, mình cứ thế mình chơi. Quan trọng là hát hay không hay là do cái effect này mình phối, mình tăng giảm. Thì ở đây em sẽ để mặc định là 35 hết 35 đó, nhạc thì bé hơn mic một chút 30. Thì về anh có thể tùy biến bằng các cái nút ở đây. Đấy, còn các cấu hình số 1 nó sẽ là cái dễ hát nhất, sau đó nó tăng dần cấp độ khó lên. Đó, bằng 4 cấu hình. Đó thì clip này cũng làm gửi tới 2-3 khách. Đó, và cũng muốn chia sẻ thêm với anh em về cái con loa, về con mic này thì nó có rất, nó có cái tính năng rất là hay, đó là tự ngắt, thì nó tự ngắt khi mà rơi thì như nào. Trong cái clip này em sẽ chia sẻ với anh em. Anh em có thể quan sát đây là cái cặp của em. Bây giờ em đang nói mic bình thường. Đấy, nếu bây giờ mà rơi xuống đây, đúng không? Mà nó mà ngắt thì tức là con này là có tính năng tự ngắt, mà không có là nó sẽ bụp nó phát. Em rơi này nha. Đó. Khi rơi xuống nó không bị bụp. Đấy, nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà ví dụ để gần này rơi nó vẫn bụp. Gần vậy nó không bị bụp, tức
là anh em cảm thấy mà rơi gần nó không bụt nhé. Đó, còn chắc chắn cái tính năng này nó là một tính năng khá là ưu việt. Đó, và con này thì rất là tiết kiệm pin. Nếu mà anh em chưa pin con thỏ thì hát cũng phải được tầm đâu đó khoảng tầm 4 tiếng mới hết được. Còn nếu mà anh em mà chơi những thằng pin sạc thì phải 6 đến 8 tiếng. Và nhất là nếu mà anh em mua bộ này em 3 triệu mà em tặng bộ pin sạc anh em dùng thì sẽ rơi tầm 6 đến 8 tiếng. Và anh em dùng pin mà không làm mất thì sẽ dùng khoảng tầm 3 năm. Đó, rất là tiết lợi và tiết kiệm. Đó, hy vọng clip này anh em xem ủng hộ Đại Thanh Long Duco bằng cách là đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những clip mới nhất. Và hãy alo cho em khi anh em cần những sản phẩm âm thanh. Số điện thoại của em ở trên bảng đây, 0376307374, địa chỉ 219 Hoàng Tăng Bí, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội anh em nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.